ra. Ví dụ bây giờ cái sự kiện quay trở lại câu nữa thì Bất Thiện sẽ tiếp tục cho các anh các chị ở trong thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài để được nghe rõ hơn về cái sự kiện diễn ra ngày 17 tháng 2 năm 79. Vâng, kính thưa các anh, thì trước khi tôi lên thiệu thì tôi cũng là Hà Đức Thiện, thì tôi thì nhập ngũ năm 71, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị Thừa Thiên. Thì sau khi trước khi tôi giới thiệu thì tôi cũng giới thiệu sư để các anh ở trong kia ra biệt, tức là cầm những tay tôi chỉ là hướng Bắc đấy, có cái đội mũi quân voi. Thì sau khi bên trái một tí nữa có đoạn đường của đường quốc lộ Bà La cũng xưa, và một cột mốc số 0 bây giờ là trước của quân không, bây giờ là hữu nghị ban. Thế thì sang bên này là đường 4B, thì cái vị trí lúc nãy là cái mốc 16 mà anh thì nên nói, tức là hiện nay là Cốc Nam, bản Cốc Nam đấy, bây giờ hiện nay cái cửa khẩu cửa khẩu Cốc Nam đấy, thì đấy là hai cái hướng của Trung Quốc giáp với Trung Quốc. Thế còn thì bên này là hướng Đông, thế còn bên Tây này là hướng Tây, còn đằng sau chúng ta là Nam. Thì báo cáo với anh là tôi thì sau khi ở miền Nam giải phóng xong thì đơn vị chúng tôi chuẩn bị cho huấn luyện để đi làm. Thế thì mục đích của đơn vị chúng tôi là đi làm để làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới bản nước Lào. Thế sau khi ngày 7 tháng 2 Trung Quốc xâm nhập nước ta thì chúng tôi được lệnh, ngày 7 tháng 2 chúng tôi được lệnh hoãn không đi Lào nữa, mà làm nhiệm vụ là ra phía Bắc để bảo vệ biên phía Bắc. Thì đúng ngày 24 chúng tôi có mặt Khánh Khê, tức là ở lúc bây giờ tôi đi cấp tốc nhé, thành tôi cấp tốc, tức là đi ô tô, đi tàu hỏa từ trong kia ra đến thì đến ga kép rồi đấy, là chúng tôi dừng ở đấy, bởi vì hết tàu hết rồi, không đi lên trên này được, bởi vì Trung Quốc xâm Việt Nam rồi, thì chúng tôi không lên được, tôi dừng chân ở tại bên ga kép. Thì huy động toàn bộ ngày xưa xe của các loại xe của Hà Bắc, người chưa gọi Hà Bắc chứ không gọi Bắc Giang bây giờ, thì dừng ở đấy chở cái sư đoàn chúng tôi lên biên giới này. Thì sau khi 3 ngày lên đến biên giới thì chúng tôi chiến đấu ngay cái cầu Khánh Khê bây giờ. Thì có lẽ các anh biết là cái cầu Khánh Khê là cái đường quốc lộ 1B. Thì mục đích của Trung Quốc tức là nó chia làm hai mũi chính ở cái hướng Lạc Sơn này. Một mũi thứ nhất là sẽ tiến ở bên Cốc Nam sang và ở cái vùng sang và ở 80 bộ kia xuống. Thì chúng có làm hai vọng cực kỳ mọc kín, nhất là chúng sẽ đánh sang phía bên này. Xong rồi chiến cho cầu Khánh Khê, và một hướng nữa là chiếm xuống thẳng Lạc Sơn. Đấy, chúng ngày xưa chúng nó tuyên bố câu là sáng ăn cơm ở đây, chiều ăn cơm ở Hà Nội. Mục đích của chúng là như vậy. Thế thì chúng tôi được lệnh ra đây cái thì khi 17 thì đến ngày 22 chúng ta có mặt ở Khánh Khê rồi. Chặn cái cầu Khánh Khê bây giờ, cái sống Khánh Khê bây giờ đang coi biết rồi. Thì chúng tôi chặn ở đấy quyết liệt luôn. Đặt ba lô xuống cái là chiến đấu luôn, dàn quân chiến đấu luôn. Thì địch không thể sang qua khỏi cầu Khánh Khê được. Thì các ông chỉ biết nếu như đoàn Khánh Khê chúng tôi hiện nay là có cái đài trên cái đài chiến thắng ở chỗ xã Bình Trung. Thì báo cáo ông chỉ như vậy. Tại Trung hiện đơn vị chúng tôi là hy sinh trong cái thời đấy là gần 700 cán bộ chiến sĩ. Gần 700 cán bộ chiến sĩ. Xong tôi là những người, bây giờ tôi là đại đội trưởng rồi. Mà tôi là những người cũng bị thương. Mà cũng rất may mắn cho tôi là tôi vẫn sống. Thế sau khi được một tháng thì Trung Quốc rút khỏi Đồng Đăng, tên cầu đường này ở Đồng Đăng này, tiền rút quân. Bởi vì nếu không rút quân thì chúng tôi sẽ, thời đấy nó thật công chí là thời đấy tôi đưa ra Liên Xô rồi, sang ủng hộ. Thì đưa cái dàn phá kiện 45, nếu chúng tôi, tất cả sĩ quan, đảng viên liên quan trên quận này, là nếu như Trung Quốc không rút sẽ dùng cái hỏa lực để tấn công. Một loạt từ đây sang tận bên kia, nó thật công chí vậy. Thì sau khi không biết thế nào Trung Quốc lại tự nguyện là xin rút, thì bắt đầu chúng hoãn hết toàn bộ cái việc đấy, tức là không dùng cái hỏa lực nữa. Thì Trung Quốc rút xong thì chúng tôi từ bên Khánh Khê sang bên này toàn bộ tiếp tế tiếp nhận cái toàn bộ cái khu vực Đồng Đăng này, từ 81 trở xuống đến hết đến tận Cốc Nam, ở tất cả cao điểm này và cả pháo đài này. Thì bà công chí khi rút sang đây thì nó thật với công chí là vừa đi từ bên kia thì chúng tôi hành quân đi bộ thôi, chứ hồi thì không có xe, nó từ Khánh Khê sang đây thì cũng chỉ chở hơn chục cây thôi. Thì nó thật công chí vừa đi thì bộ đội dân cũng hy sinh, mà bộ đội mình một số hy sinh, mà Trung Quốc cũng hy sinh không ít, gặp rất là nhiều sai. Thế xong chúng tôi lên pháo đài này, đầu tiên là cho trinh sát lên pháo đài này thì nó sẽ công chí là cái thời đấy Trung Quốc đi đến đâu là chúng dùng bộc phá hủy hết toàn bộ. Ví dụ công cộng, công trình, công cộng, công cộng, chúng phá hết, đặt bộc phá.
Thế rồi hang sập thì cũng có hai cái hang, hang sập ở chỗ ngoài Hồng Phong kia nữa và đến cái pháo đài này. Đấy, đây là hai cái. Chúng dùng cái bọc phá mà không chỉ là thùng phi đựng đấy, đồn toàn bộ bọc phá đầy cái thùng phi đó đưa lên để đánh. Thế chính vì thế nó sập, thì sập vào pháo đài, sập cả pháo đài đăng. Khi tôi xuống thì có một cái thùng bọc phá nó còn chưa nổ nó rơi xuống được. Đấy, anh em thấy là đó, hóa ra Trung Quốc dùng cái bọc phá như này thì mới nổ to như thế. Thì sau khi vào đây thì bác cái nhộ ga này, một số cơ quan công an này, rồi một số là chúng phá hết, không để một cái gì, không để một cái gì, dùng bọc phá và sạch sang thẳng luôn. Thì chỉ còn nhà dân một số thôi. Thì báo cáo chí là sau khi đây sang đây chúng tôi chiếm lĩnh đây thì bắt đầu lên cho bộ đội chiếm lĩnh và giữ chốt. Bởi lúc bây giờ Trung Quốc chưa hết, chúng còn bay, chúng còn dùng hỏa lực và tuyên truyền loa đài nói xấu Việt Nam chúng ta, rồi tuyên truyền lung tung, rồi nói chính sách người Hoa và Việt Nam của người Hoa về nước. Thế rồi thì đã tháo tập đoàn Liên Xô thì báo cáo không chí thì vậy. Bây giờ là loa của Trung Quốc nó bắt ở trên kia, cái loa của mình mãi không có, thì cái loa của mình cái công suất nó rất là ít, phát không được. Đây loa Trung Quốc phát to mà nói cả ngày cả đêm luôn. Thì cán bộ chiến sĩ chúng tôi đến nghe nó mức biết cái tai nó mức bức. Thế thì pháo của chúng bắn sang thì báo cáo chỉ là cho đến tận cuối năm 86 thì Trung Quốc mới không bắn pháo nữa. Bây giờ mới xác định là coi hai bên đã dừng lại bắn. Thì sau khi về bắn thì chúng tôi sang đây, chúng tôi tiếp tục là nhận vì nhiệm vụ của tôi sang đây, cái chúng tôi tiếp tục là tù hài thực thi đi quy tập những cái những người dân bị quân tù bắn, mà cán bộ bộ đội chúng ta vẫn còn, không còn, có một số công chí là đi nhảy suối thì vẫn bị hy sinh, rồi một số công chí bị thương. Thì lúc bây giờ chúng tôi cho lại đội trinh sát chúng tôi vào luồn sâu vào đây để đưa nhân dân ra, phối hợp bay lại các đồng chí ở quảng trường này bên anh hiện đây đưa nhân dân ra. Thế thì đưa nhân dân ra thì cái thời đấy thì nói thật với các đồng chí là chính sách người Hoa thì không phải mình nói là người Hoa, nhưng mà có một số người Hoa cũng nói thật với các đồng chí là cũng tiếp tay để chỉ điểm cái này. Có chính vì thế cán bộ chiến sĩ chúng tôi cũng phải cảnh giác cái việc đó. Nhưng tất nhiên không bắn bỏ ai, không làm gì ai, nhưng mà nếu ai chống lại chúng tôi sẵn sàng. Nhưng mà khi đưa dân dân ra ấy, thì chúng tôi bắt đầu về vị trí này làm cái nhiệm vụ, nói thật là rất là khổ. Đi đâu cũng có sát người đấy, làm rất là khó, đi đâu có. Mà thậm chí tôi nói với các ông chí là chúng tôi đụng phải cái đại đội tôi sau khi dừng chân ở cái đại đội tôi, đại đội cơ động sau này về, thì cho bộ đội phát nương, phát cái dãy địch để mà trồng sắn, thì phát hiện ra có khoảng hơn 30 tên Trung Quốc chết ở đây, súng đạn vẫn còn không biết, chứ là Trung Quốc chưa lấy về kịp. Thế còn một số gần thì chết nào nó lấy về ở đây, và ba cái xe tăng ở chỗ cái dốc mà đơn vị chúng tôi đóng thì là vẫn còn xác không lấy kịp. Thì đấy, và vũ khí súng đạn bỏ chúng như vậy còn rất nhiều. Thế còn các chốt khác thì tôi cũng nói rồi, chốt ở đây thì có mấy cái chốt, thì địa 300A bên kia và 300B bên này. Đây này là 300A B, bên trước mặt tôi kia là 300A. Đây là hai cái địa điểm mà cọc kìm bảo vệ cái thị trấn Đồng Đăng. Thế còn phía trước thì chúng tôi ở đây là đồi bốn, gọi là đồi 42, tên là vị trinh sát. Cái đồi này thì chúng tôi đặt vị trí là cho trinh sát nằm ở trên đỉnh chốt này để quan sát. Thế thì thế còn 81 thì các ông chí thấy 81 tít bên trong kia, đây là cái cao điểm 81 là cao nhất ở đây. Thì chúng tôi có một tiểu đoàn ở trong đó đến chốt chỉ ở đó. Như vậy chúng tôi trung đoàn 4, sư đoàn 337, quân đoàn 14, thì trong có cái sư 3 này cũng là quân đoàn 14. Sau đó thì quân sư 3 này, cái sư 3 này thì cái đại đội 42 là các ông chí trước ở đây chốt đây, mà các ông chí hầu hết ở đây thì nói thật các ông chí là hy sinh vào đấy, cả nhân dân, cả lực lượng bên biên phòng và cả lực lượng bên chỗ anh nghĩa này nữa. Thì và cả nhân dân thì sau khi, tức là nhân dân bước đầu thì xác định là đến đây thì cũng không nghĩ rằng là Trung Quốc đánh sang như thế. Thì hiểu là bom pháo thì lên đây để tránh mà, để tránh mà, chứ không ngờ Trung Quốc lại đánh sang. Thì cuối cùng nhân dân ở đây, cả chiến sĩ đây là nói thật công chí là sau khi chúng tôi về thì cũng được nghe một số công chí ở cái 42 này, thì 42 này của sư 3 đoàn 6 vàng này, thì gặp chúng tôi và kể lại một phần để chúng tôi lên nắm tình hình cụ thể xong đó để tiếp tục. Thì các ông chí bảo là cái hiện nay đồng chí còn một đồng chí là bây giờ tiểu đoàn trưởng, mà hôm quân đoàn 14 chúng tôi gặp mặt để kỷ niệm 45 ngày chiến đấu biên giới, thì đồng chí kể lại rất chi tiết. Đồng chí về nghỉ rồi, đồng chí lên đến lúc lên đại tá đồng chí về nghỉ rồi, thì gặp mặt chúng tôi gặp mặt mỗi năm một lần thì kể lại cho nhau để
ăn mừng thì báo cáo ông chỉ là sau khi mà Trung Quốc bầm nó Trung Quốc thì đánh ra từ ngày 7 tháng 2 đến đúng một tròn một tháng 30 ngày thì Trung Quốc để lại cái hậu quả về thì dân đồng đang tan hoang đấy, không còn cái gì, không có một cái một cái nóc nhà nữa. Thì báo cáo chí nó còn như thế này nữa, nó rút lên đâu thì báo cáo chí sau cái đồi 42 này đường quốc lộ A bây giờ là cũ ấy, chúng dùng một khóa đánh tan hết xe cơ giới không vào. Nó thật công chí là tầm cái hố cắt đấy nó làm khoảng tầm khoảng độ 40 mét, 40 mét, mà cái chỗ đây thì không có xe nào đi sang được đấy. Đường bên này thế chúng tan hết rồi, có cái tiếng xăng của nó Trung Quốc ngày xưa đưa sang nhà mình, chúng làm cái trên cái chỗ mốc 16 đây chúng làm 3-4 hố cắt, tức là mục đích chúng ta không sang được, chúng giúp đâu chúng phá đấy. Thì báo cáo với anh như vậy thì đi trên đường cái năm 79 này tôi trực tiếp là từ ngày 17 đến ngày 22 cho đến hết năm 86 mà Trung Quốc không đánh nữa thì tôi ở đây. Thì báo cáo anh thì sau khi ở đây về thì tôi rất may mắn là tôi năm 87 tôi về, thì tôi lại xây dựng nhà tôi ở thị trấn Đồng Đăng này. Sau khi ở thị trấn Đồng Đăng này thì tôi cũng tham gia công tác địa phương cho đến bây giờ. Thì nó được anh thì báo cáo anh là kể thì không kể hết được. Bây giờ nghĩ một cái, lần đầu tiên mà tôi chiến đấu ở miền Nam mà tôi còn chưa thấy như thế này. Thành Quảng Trị tôi tham gia rồi thì tôi thành ra là, nhưng mà cái thành Quảng Trị nó lại chiến đấu nó lại một cái khác. Tất nhiên tôi là những người bảo vệ thành cổ Quảng Trị là 91 ngày đêm, mà tôi cũng đã từng báo tử ở thành cổ Quảng Trị, nhưng mà tôi chưa thấy là cái năm 79 sau khi ra đây bảo vệ biên giới thì tôi chưa thấy đối với kẻ thù của chúng ta lại không ngờ lại chúng lại tham hiểm đến mức độ như vậy. Nhưng mà nói thật với các ông chí là nhân dân chúng tôi ra đây thì nhân dân rất là hy vọng, đi đến đâu nhân dân từ Đồng Hóa trở xuống. Thì tôi đi đường trên này, mà chúng tôi đi đường hiện nay đi cái đường Bát Xã lên ý, cho qua điểm He đi đường đấy mới đi được, còn đường bên này thì chúng chiếm hết rồi, đến chiếm cả sang đến bên ga của ga Lạng Sơn rồi, để chúng chiếm sang đây rồi. Thế thì mình không đi đấy để mà đi vỗ ngược thì mình cũng không thể đánh kiểu ấy được. Chúng tôi đánh vô hồi cái hướng này để sau khi chặn cái quân địch là không cho vượt qua khỏi Khánh Khê. Mục đích cái đoàn của nó là đi qua Khánh Khê xuống qua điểm He, xong thọc thẳng xuống là bỏ. Mục đích của chúng không đi được vì va chạm vào cái quân đoàn của chúng tôi vừa ra đấy là chặn luôn, đánh nhau luôn. Thì báo cáo chỉ là đơn vị tôi có hy sinh hết 697 người. Hiện nay là có xây dựng cái nhà chiến thắng ngay chỗ xã Bình Trung, ngay chỗ khẩu Anh Khê đấy. Còn về chiến mới thì giờ đấy thì báo cáo sơ qua ông chỉ thì vật chất chi tiết từ cái Trung Quốc rút đến sau khi chúng tôi đến 86 đến 87 tôi về, chúng tôi vẫn tham gia bảo vệ biên giới ở đây. Thì đấy là cái chứng kiến của tôi, mà tôi cũng trực tiếp là được tham gia hai cuộc kháng chiến, tức là giải phóng dân tộc và bảo vệ biên giới phía Bắc này. Thì đấy là cái vinh dự của tôi. Thì mà tôi cũng rất may mắn so với các đồng đội của tôi là tôi còn sống. Thế còn tôi giờ nghĩ lại những đồng đội của tôi thì đã hy sinh rồi, tôi nhưng mà còn nguyên vẹn là tốt. Đấy, không, tôi cũng bị thương nhưng nguyên vẹn. Đấy, tôi cũng bị thương nhưng mà vẫn còn nguyên tham gia được cho đến bây giờ. Bà con mình mà khi mà xuống đây lúc đầu cũng nghĩ là đến đây trú ở Trung Quốc tránh không vào đâu, không nghĩ là đến Trung Quốc sang rồi không phải nào. Mình bị như ở đây mà kẹt đây mấy ngày thì lại ăn sinh hoạt đây mà số lượng đông như thế thì như thế nào? Có cái ăn thế, C5 có gạo, đây hầm gạo trong hầm này, có gạo này, có thực phẩm này, có lương thực, có nước, mì, có thịt hộp này, đầy đủ hết. Yeah. Nhưng mà vào thì ăn thì chỉ được 1-2 ngày nó đánh sập, cũng chẳng ăn được đâu. Ăn gì là chúng phun lửa nha anh nhá, chúng phun lửa. Các bác là cái hầm ở trong cái hang này là rất nhiều dân chết ở đây, không dưới 500, kể cả quân ta là khoảng 1.000. Là riêng cái hang này, riêng cả đồi quả đồi này, riêng pháo đài này. Mà lúc còn khai quật, nói với anh là khai quật lấy thì chỉ mất được 27 người ở tầng 2 thôi nhé, tầng 3 chưa ai xuống. Tức là chưa ai, đến giờ chưa ai xuống chưa luôn. Toàn ăn gạo sống thôi, có gạo sống, có nước. Đấy, nó là như thế chứ không phải là có đơn vị chốt ở đây rồi, xe bộ đài này chốt ở đây. Nhưng nhân dân lúc bây giờ chỉ lên đây để tránh pháo thôi, chứ không phải nghĩ rằng Trung Quốc đánh sang. Nếu Trung Quốc đánh sang mà biết Trung Quốc đánh sang, có lẽ không cho gì. Dân vào. Nói thật, đấy, đơn vị nào thế. Phải đi đưa dân đi ra ngoài, đi ra ngoài thôi chứ vào đây là cái chỗ. Mà mình sắp tới mình có kế hoạch mình xuống mình khai quật mình đưa những cái thi hài bên dưới lên không à, đến bây giờ chẳng hạn như tầng 2, tầng 3 bên dưới đó cũng đã có hướng, nhưng mà đơn vị kể cả địa phương cũng để yêu cầu mà cái đơn vị nào thì xuống để khai quật hết các thi hài còn lại ở bên dưới, kể cả nhân dân kể cả bộ đội lên. Thì bắt đầu cái cách đây năm 2000 mấy
tôi nhớ rồi, thì có thuê quân khu đưa về mới được có 20 chiến sĩ thôi. Quân khu đi số khảo sát thì đưa về mới được 29 chiến sĩ thôi. Thế còn ở đấy rất là nhiều. Các ngàn. Cả dân, người dân rồi bộ đội, rồi cả bên công an, vũ trang, cả bên an, ở bên anh điện này nữa. Đấy là cũng còn rất là nhiều. Chúng tôi đề nghị rất nhiều rồi, tôi thì làm thế nào để mà khai quật hết tên đưa các anh hùng đó về cái nơi ẩn cuối cùng để cái hương khói. Ông sau khi nghe hai anh đây là những nhân chứng sống, thôi cho em sinh năm 60, em nhỏ hơn anh tuổi, mà em may mắn là năm đó em nhớ mà năm 78 trường đại học của em là tổng đồng viên, có nghĩa là cứ xếp hàng lên hết sinh viên lên hết trường và tổng đồng viên tập tên là đi nghĩa vụ để chuyển quân ra đây. Lúc đó là quân đoàn 4, quân đoàn 4 ở mặt trận Campuchia điều hết quân đoàn 4 ra. Thì em lại, cái tuổi của em là cái tuổi tổng đồng viên, nhưng mà em may mắn được đi học tiếp các anh thay thế tụi em để gìn giữ đất nước. Các anh là những anh hùng. Và cái câu chuyện này tụi em nghe cực kỳ xúc động. Cái chiến trường của mình với Trung Quốc ngàn năm nay rồi, và cái ngoại giao linh hoạt của mình với Trung Quốc để làm sao mà mình giữ được đất nước của mình, đó là cái vai trò cực kỳ quan trọng mà mấy anh đã làm được. Và riêng anh thì hai cuộc chiến tranh, năm 72 là mình giải phóng Quảng Trị, thì năm 71 anh chiến đấu ở đó, thì 72 mình mới giải phóng. Và cái dòng sông Thạch Hãn đó là nơi mà các liệt sĩ chúng ta hy sinh rất nhiều đó. Thì cái phải nói là cái chí khí của hai anh đã đem lại đất nước của chúng ta như ngày hôm nay. Thì khi mà tụi em từ thành phố Hồ Chí Minh ra, tụi em từ bên truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, các anh đây đều là lãnh đạo của các cái công ty du lịch để làm sao chúng ta xây dựng cái du lịch cho tham mưu để làm sao xây dựng được cái du lịch sinh thái cho Lạng Sơn. Thì ở đây cũng là một cái điểm mà chúng ta có thể làm được một cái du lịch tâm linh để mà nâng cao cái tính bất khuất của dân tộc mình. Một lần nữa chắc là em xin phép được thay mặt đoàn cảm ơn hai anh rất nhiều. Các anh là các anh hùng của tụi em. Cảm ơn các anh rất nhiều. Trong thời kỳ đấy thì nói thật, nói với các anh này, ai là người dân Việt Nam cũng vậy. Một đằng là tụi em trong đó là sôi sục, một đằng bị xâm lược mà thì mình chọn hướng nào? Mình phải giải phóng dân tộc mình. Thì lúc bây giờ nói thật với các anh là cái khí thế bây giờ chúng tôi nghĩ chết đâu, đi là đi luôn, tôi đi xung phong cho bộ đội cơ, trước tuổi cơ. Không ai nghĩ là như thế. Cho nên là trách nhiệm của mọi người dân, anh và kinh nghiệm tôi lúc bây giờ anh cũng đi thôi, không phải đi thôi chứ không nói anh cả. Bởi vì thấy nhân dân đồng bào của mình hy sinh mà đến nên hồi nãy cái ý anh nói em hiểu. Cái cuộc chiến năm 71 là cuộc chiến đấu giai cấp, anh nói với cái vẻ rất trùng, tại vì dù gì cũng là dòng máu người Việt. Nhưng mà khi anh nói, khi mà cái chiến trận mà Trung Quốc, anh nói khác hẳn với cái ý chí đó, nó khác hẳn. Thì em hiểu được cái tâm tư của anh. Có các anh là tôi là năm sinh năm 1979, tôi đánh ở trận này mới là chưa được 20 tuổi đó, chưa được 20 tuổi. Tôi đánh, tôi để ngày 26 tháng 2 năm 79, thì ngày 17 tháng 2 năm 79 thì mới chưa để năm 79 thì năm 20 tuổi, thì năm 20 tuổi thì 19 tháng 8 năm 1980 tôi được phong tặng danh hiệu anh hùng. Thì còn đánh nhau xong từ 17 đến 26 còn bao nhiêu ngày nữa thì tôi mới để. Cái này chỉ nói với các bác sức chiến đấu cũng chỉ để đánh được như thế thôi. Giai đoạn đó là hầu như dọc tuyến biên giới Việt Trung mà cái địa bàn Lạng Sơn thì chúng ta chủ yếu là bộ đội địa phương và dân quân tự vệ. Còn quân chủ lực chúng ta đều làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Thành ra cái lứa như bác Thiện hay anh Triệu Điện chưa 20 tuổi, thực ra mới chỉ tham gia được quân ngũ một thời gian rất ngắn, phải lên biên giới chưa có kinh nghiệm chiến trường nữa, tiếp viện cho ngoài đây. Có nghĩa là khi quân đồng 4 mà rút từ Campuchia để tiếp viện cho mặt trận phía Bắc là tốc chiến đó, là có nghĩa là di chuyển kinh khủng. Và em cũng may mắn là lên Cao Bằng
thì cũng gặp các chú các anh trên đó. Thì cái chiến trường Cao Bằng là cũng kinh khủng. Rồi, kinh khủng luôn. Đại tá về trung tướng bây giờ về Hà Nội. Dạ. Đi chủ nhiệm quan kiểm tra. Có nghĩa là xe tăng mà trên núi nó bò xuống giống như con bò cạp không gì vậy, nó xuống mà mình không hiểu là nó xuống bằng hình gì. Cái này anh Điện, anh Điện này, em thì em đọc sách thôi, mới để nói cho các anh các chị ở thành phố Hồ Chí Minh hiểu. Cái giai đoạn mà 17 tháng 2 ấy, khi bà con kể lại, tờ mờ sáng khi mà những cái tiếng pháo kích của quân Trung quân Bành Trướng ấy, nó vừa dứt xong nhìn ra đã thấy lố nhố toàn bộ lực lượng quân Trung Quốc tràn ngập. Đấy, cái gì là lố nhố rồi, nhưng mà cũng phải không phải xuống đây có phải dễ đâu. Mẹ gặp ngay cái đại đội cơ động của công an với lại đơn vị trinh sát kia. Mà sao quân nó đông ra ấy, mấy cái tiểu đội ở đây mà cũng đông, rằng cho mấy phát cũng chết, cũng không vào được. Lấy sức với đè người. Nhưng mà vào nhiều quá. Chết thật đè người. Không biết anh Phương anh đã đi cái chỗ gọi là Cốc Nao, cửa khẩu Cốc Nao cách đây độ khoảng 300 mét được chứ mấy. Nó chỉ là cái đường mòn lúc cái mòn mà nó cứ nối đuôi nhau xuống cả thôi. Cái khe khoảng 30 mét thôi. Và các anh nhà tôi cũng rất là may mắn là không trúng đạn mà lại cứu được mấy đồng chí ra. Thì năm ngoái thì kỷ niệm 40 năm chiến tranh biên giới phía Bắc thì Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có ý là đến đây cũng là đoàn của điện ảnh truyền hình công an, điện ảnh công an nhân dân cũng đã quay đây quay đi, tôi đã lên đây quay đi quay lại nhiều lần rồi. Thì năm nay là kỷ niệm 75 năm ngày thành lập công an nhân dân, thì ngay sáng thứ sáu thì tôi cũng đã đến đây thắp hương và để đoàn điện truyền hình công an nhân dân quay rồi và gặp lại tất cả các thương binh 579 đánh nhau đây. Thật ra là sử sách sau này thì cũng phải biết là chúng mình sẽ làm gì này, vì là chúng ta cũng không phải đến biết và cảm nhận được sự hào hùng của dân tộc, làm sao đến càng nhiều càng tốt. Những cái điểm như thế này là chúng ta như lần này đoàn này rất là may mắn gặp được Bác Thiện, gặp được hai bác, thì đây là một sự may mắn. Và kính chúc hai bác phải khỏe hơn nữa để làm sao mà giống như là gì thổi lửa tinh thần bất khuất đó cho những thế hệ trẻ. Vâng, xin cảm ơn.